Sao hả? Dương Kim Long gọi điện cho em nói có món đồ cho em, bảo em mở cửa. Em vừa mở cửa thì gói đồ đã ở trước cửa. Em mở ra chưa? Vẫn chưa. Em muốn đợi hai anh đến mới mở. Để em. Khoan đã. Đồ là cho tôi. Để tôi mở được rồi. Đây chỉ là ngón tay đồ chơi, phía trên là thuốc đỏ. Sếp Thánh Kiệt. Là Thánh Kiệt. Dương Kim Long đã bắt cóc Thánh Kiệt. Dương Kim Long, thật ra anh muốn gì? Thánh Kiệt đang ở đâu? Anh đã hành hạ ảnh thế nào? Tôi xin anh hãy thả ảnh đi được không? Ảnh không có liên quan gì đến chuyện này. Tôi xin anh hãy tha cho ảnh. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Anh đừng có hành hạ ảnh. Tôi sẽ tìm cách. Anh cho tôi một chút thời gian. Tôi sẽ tìm cách. Hãy cho tôi chút thời gian. Alo. Alo. Phải làm sao? Dương Kim Long cúp máy rồi. Em không biết Thánh Kiệt có được an toàn không. Dương Kim Long đã nói gì? Hắn nói hắn muốn 100.000 đô Mỹ. Đơn giản vậy thôi sao? Hắn nói hắn phải rời khỏi Đài Loan. Muốn chúng ta mắt nhắm mắt mở cho hắn xuất cảnh. Kiểm sát Dương, cô không phải đã hứa rồi chứ? Tôi có thể không hứa sao? Nếu hôm nay trong tay hắn là Tiểu Huệ, anh không hứa với hắn được không? Không phải Dương Kim Long hắn. Bánh bao chỉ muốn khẳng định tình huống em nói chuyện với Dương Kim Long thôi. Hắn còn nói gì nữa? Hắn nói hắn cho em thời gian 3 ngày gom tiền. Hắn sẽ còn gọi điện cho em. Không được. Em không thể vì vậy mà thả hắn đi. Nhưng em lại không thể để Thánh Kiệt vì vậy mà bị tổn hại. Gia Lương tính sao đây? Nhược Thiên, chuyện tiền bạc để anh nghĩ cách. Chúng ta ở đây đợi điện thoại của hắn. Tụi anh sẽ ở bên cạnh em. Thánh Kiệt sẽ không sao chứ? Ảnh sẽ không sao chứ? Anh không dám khẳng định. Gia Lương, anh nhất định phải cứu ảnh. Lâu lắm rồi em không gặp ảnh như là tin của ảnh. Ảnh không thể có chuyện gì được. Ảnh không được có chuyện gì đâu. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ làm hết mình cứu Thánh Kiệt ra. Sư huynh, đại pháo, lâu rồi không gặp. Sao rảnh tới thăm em vậy? Đến thăm cậu thôi. Sao rồi, gần đây khỏe không? Vẫn bình thường. Em không biết bắt người cũng không biết quản người. Quản lý tăng vật thì được. Vậy thì tốt. Có chuyện này sư huynh muốn nhờ cậu giúp.
Đâu có vấn đề gì. Có chuyện gì muốn em giúp, cứ để đại pháo này lo cho. Được. Không được. Sao lại không được? Sư huynh, chuyện này không hợp quy tắc. Tang vật anh biết là không được lấy bừa mà. Tôi đâu phải lấy đi. Tôi chỉ mượn 2 ngày, vài hôm nữa sẽ trả lại cho cậu. Tôi thật tình rất cần số tiền này. Biểu hiện của cậu là sao vậy? Sư huynh, chuyện này thật tình hơi khó. Nhớ năm xưa khi cậu ở trường cảnh sát, có một lần bị 4 sư huynh kéo vô nhà vệ sinh. Kết quả... Được, em biết rồi. Là anh cứu em. Cậu còn nhớ hả? Nhớ thì tốt. Vậy chắc cậu cũng còn nhớ lúc đó cậu vừa khóc vừa quỳ nói với tôi gì không? Nói là nếu như sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp cho sư huynh. Bây giờ đã đến lúc cậu trả ơn rồi đó. Sư huynh, chuyện này thật sự không phải đùa đâu. Nếu bị người ta biết được, chúng ta sẽ gánh không nổi. Cho nên cậu không được để người khác biết. Cảm ơn. Số này đều là tiền của công, là tiền của người nộp thuế. Chúng ta nhất định phải mang nó về, không được thiếu một đồng. Em thật vô dụng. Em làm kiểm sát viên ở Cao Hùng. Bắt kẻ xấu phạm pháp là trách nhiệm của em. Bây giờ lại bị kẻ xấu phạm pháp xỏ mũi dắt đi. Nhược Thiên, em đừng quên, em cũng là một trong những người nộp thuế. Chuyện người dân thường gặp phải không nhất định là em tránh khỏi. Alo. Một tiếng sau, để tiền trong thùng rác trên lầu 7 ở bãi xe của viện Thiên Văn. Alo. Alo, alo. Thời gian quá ngắn, không tra ra được. Hãy làm theo lời của hắn trước đi. Sếp, kiểm sát Chương. Trên đường em đến gặp phải Tục Tử Minh. Hắn nói mấy hôm trước có người bụi đời thấy có người bị giải đến công viên số 2 gần khu bỏ phế liệu. Hoàn cảnh nơi đó rất giống với bối cảnh trong hình của Lâm Thánh Kiệt. Cho nên rất có thể là Thánh Kiệt. Bây giờ anh đưa người đến đó ngay. Nhược Thiên, em chuẩn bị xuất phát đi. Bánh Bao, ở lại chi viện cho kiểm sát Chương. Dạ, hãy cẩn thận. Chị Trân, chào chị. Xin hỏi một chút, có chỗ nào cần thay đổi bổ sung không? Tất cả đều tốt. Cảm ơn. Nhạc sĩ Trâu Thế Liệt mà chị mời đã bắt đầu đợi đại bắt rồi. Chút nữa chúng tôi sẽ cho xe đến đón ảnh. Đàn piano đã chỉnh âm thanh tốt rồi. Nửa tiếng nữa các khách mời sẽ đến. Cảm ơn. Về phần thức ăn, chị muốn cùng đi xem qua không? Đương nhiên, được, mời.
Kiểm sát Dương, kiểm sát Dương, như vậy rất nguy hiểm. Chuyện này để chúng tôi. Chị, chạy theo. Đợi một chút, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Chuyện gì? Có mấy lời muốn nhờ anh nói với Nhật Thiên dùm tôi. Có chuyện gì anh tự mình nói với cổ. Nếu gặp được cổ tôi có thể nói ra rồi. Cần gì phải nhờ anh? Tôi đến phá án, không phải đến chuyển lời dùm anh. Chuyện tôi muốn nói có liên quan đến anh. Anh muốn biết không? Thật ra anh muốn nói gì? Anh nói với cổ phải sống cho tốt. Nhược Thiên sống rất tốt, anh không cần phải lo. Nhược Thiên? Sao anh gọi cổ Nhược Thiên? Phải là kiểm sát Dương chứ. Tôi gọi cổ thế nào không phải chuyện của anh. Phải. Bây giờ tôi không có tư cách để nói gì hết. Tôi bị bắt cóc, phải nhờ anh đến giúp. Đủ xấu hổ rồi. Lâm Thánh Kiệt, anh cởi mở chút đi. Tôi rất cởi mở mà. Anh nói cổ đừng đến tìm tôi, cũng đừng hỏi thăm tin tức của tôi. Ngày nào tôi thi đậu sẽ đến tìm cổ. Kiểm sát Dương, chị định đi đâu? Cậu làm gì vậy? Lên bắt hắn. Bây giờ vẫn chưa được. Chúng ta vẫn chưa biết rõ con tin đã an toàn hay chưa. Mấy giờ rồi? Chắc rồi. Dương Kim Long chạy về khu biệt thự đường Bổn Quán. Chị ba. Chị ba, sao chị đến đây? Thì ra bữa tiệc này do bọn em tổ chức sao? Phải, trong danh sách khách quý không thấy tên của chị ba. Chị đến thay cho tổng biên của tụi chị. Chủ tịch Trần cũng là mối quảng cáo lớn của La Cita. Sinh nhật của phu nhân ổng, đương nhiên chị phải đến. Phải rồi, chủ tịch Trần đâu? Ổng ở bên trong. Để chị đi chào ổng. Được, em dẫn chị đi. Vậy làm phiền anh. Chủ tịch Trần, chị Trần. Xin chào, Vivian, cô đến rồi hả? Chủ tịch Trần, bữa tiệc hôm nay làm rất tốt. Chị Trần, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Xem ra mọi người đã bắt đầu quan hệ hợp tác rồi. Chủ tịch Trần muốn khách sạn của ổng đổi thành Boutique Hotel. Anh thấy đây là một thử thách rất thú vị. Vivian, cảm ơn cô. May nhờ có cô, tôi mới có thể quen được Thiếu Đình. Vivian còn có một em gái rất có tài năng, Nhược Y. Buổi tiệc do em tổ chức.
Hôm nay cảm ơn cô, không có gì. Thật sự cảm ơn cô, nhiệm vụ mà. Uống rượu không? Uống chút rượu đi. Cảm ơn. Cạn, cạn. Các vị khách quý, hôm nay để chúc mừng sinh nhật bà Trần, chúng tôi đặc biệt mời đến nhạc công Trâu Thế Liệt mà bà Trần rất ngưỡng mộ và người chơi piano cô Dương Quần Đình đánh một ca khúc chúc mừng bà Trần. Bây giờ mời mọi người thưởng thức tiết mục của họ. Quen với nơi này sao? Đương nhiên không tự nhiên như em. Chắc em đã rất quen chỗ đông người, được nhiều ánh mắt chú ý đến. Nhưng ánh mắt của em chỉ cho một người. Ai? Biết mà còn hỏi. Sao em hy sinh cho anh nhiều vậy? Hy sinh? Để bảo vệ chuyện đời tư của anh, để bảo vệ Thiếu Bân. Em liều mạng ngăn cản việc in tạp chí. Em đã quên chuyện này rồi. Cần gì phải giả bộ chứ? Chuyện này hại em thảm luôn. Có không? Anh lo lắng quá. Chẳng phải em vẫn tươi tắn xinh đẹp đến tham gia buổi tiệc sao? Nhưng tạp chí có uy tín như bên em ngưng xuất bản một tuần là rất nghiêm trọng. Tổng biên tập bên em vì chuyện này mà bị cắt chức. Phải, như vậy sau này không còn ai đấu võ miệng với em. Em cũng không dễ sống đâu. Bị cắt 3 tháng lương, còn bị viết kiểm điểm. Tin tức của anh cũng nhanh thật. Đúc kết này rất đúng. Việc tốt không ai nhắc, chuyện xấu đồn khắp nơi. Anh thấy hình phạt này không công bằng với em. Thế giới này vốn không có cái gọi là công bằng. Anh là một ví dụ. Người nhà anh cũng bị xâm phạm chuyện đời tư giống anh vậy. Chuyện này với họ vậy là không công bằng. Cho nên đừng nên tranh cãi nữa. Đối với em bị cắt 3 tháng lương, trừ một khoản lớn, em vẫn chịu đựng được mà. Nhưng em đối với anh tốt như vậy, anh không chịu đựng được. Anh đáng để em trả giá quá nhiều như vậy vì anh không? Đáng hay không, tự lòng em hiểu rõ, không cần anh hỏi. Nhanh lên, đừng để Dương Kim Long chạy thoát. Học em, chạy nhanh chút đi. Cuối cùng thằng này định đi đâu?
hai người. Bánh bao, bên trong đang có tiệc. Tệ hại quá, đông người lắm. Bánh bao. Sếp, tình hình sao rồi? Dương Kim Long leo tường vào trong rồi. Bên trong đã có tiệc. Hơn nữa khách mời không phải dân thường. Chúng ta phải hành động êm một chút. Mau xin chi viện. Đó, gọi trung tâm. Thánh Kiệt đâu? Thánh Kiệt không sao. Em về trước đi. Vụ án này em đang thủ lý, sao em có thể về được? Cảm ơn chuyện của Thánh Kiệt. Bây giờ ảnh ở đâu? Em muốn gặp ảnh. Thánh Kiệt nói không muốn gặp em. Ảnh nhờ anh chuyển lời, mong em đừng tìm ảnh nữa. Đợi ảnh thi đậu rồi hãy tính. Đợi ảnh thi đậu? Ảnh thi nhiều năm lắm rồi mà vẫn không đậu. Khi nào mới thi đậu? Em không tin ảnh sao? Em chỉ muốn gặp ảnh. Nhược Thiên, Thánh Kiệt đã là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ trong mắt em chỉ nên có anh thôi. Phiền anh, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Tôi muốn gặp chủ các anh. Tổ trưởng, có cảnh sát muốn gặp chủ tịch Trần. Tiệc sinh nhật này tổ chức thật sự rất thành công. Cảm ơn, chúc vui vẻ. Cảm ơn. Sao vậy? Không sao. Nhược Y, chị hai. Chị hai, Nhược Y, có chuyện gì không? Tụi chị có việc tìm chủ nhà. Đến giờ Dương Kim Long vẫn chưa có động tĩnh. Chắc hắn đợi thời cơ truồng ra ngoài. Chúng tôi sẽ không làm kinh động quan khách. Mong mọi người cùng hợp tác. Nhược Thiên, em ở lại. Em nghe anh lần này. Sếp, đừng giận em. Bây giờ anh không có thời gian để nói với em về chuyện này. Để bắt được Dương Kim Long hãy nói. Em sẽ dùng thời gian chứng minh cho anh thấy em thật sự không làm việc xấu. Anh mong em không lúng quá sâu vào sai trái.
Nhậm Thiếu Đình, Dương Kim Long, không ngờ bạn bè tốt chúng ta lại gặp nhau như vậy. Tại sao cậu... sao trở nên như vậy đúng không? Tốt nghiệp xong tôi ra nước ngoài luôn. Nhưng tôi nghe nói cậu với Gia Lương cùng thi vào đại học cảnh sát. Tại sao bây giờ lại như vậy? Loại con nhà có tiền của như cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của thường dân như chúng tôi? Cậu vẫn luôn rất giỏi mà. Năm đó cậu là người đậu đồng, nhưng cậu đã bỏ. Đồng Gia Lương, mày tưởng là tự tao muốn từ bỏ sao? Ba con một đời là cảnh sát, vô cùng thanh liêm, nhưng cuối cùng bị người khác vu oan tham ô. Bà còn quyết không nhận tội nên tự sát. Còn nhất định phải minh oan cho ba. Tao đậu đầu bảng cũng ít gì. Gia thế tao không trong sạch, không thể nào vào học được. Thế giới này vô cùng hoang đường. Nếu thế giới này không thích hợp cho tao, tao phải dùng theo quy tắc của chính tao. Tụi bay chơi với nhau, tao chơi với tao. Đây thật sự không phải cậu, đây chính là tao. Sao? Rất đáng thương phải không? Tao cho tụi bay biết, hai đứa tụi bay mới đáng thương. Chẳng phải ba người đã giao hẹn cùng kết là anh em sao? Cuối cùng chỉ vì một Iron đố kỵ lẫn nhau, kết quả chúng ta chẳng là gì cả. Đó chính là nhân tính, đó chính là hiện thực. Những chuyện đó đã qua rồi. Đã qua rồi sao? Nhà thiết kế Thiếu Đình, trong lòng mày Iron đã là quá khứ rồi phải không? Đồng Gia Lương, trong lòng mày đã thanh thản chưa? Dối trá. Tao cho tụi bay biết, để tao đi, ít phiền tao. Chúng ta ai làm việc nấy. Nếu không, bây giờ tao tiễn Thiếu Đình lên đường trước. Dương Kim Long, Dương Kim Long, chết, mau gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Bánh Bao, Bánh Bao nhỏ vẫn đang chờ gọi cậu là ba.
cậu cố gắng lên. Bánh bao, cậu cố gắng lên. Bánh bao, bánh bao, bánh bao, bánh bao. Cảnh sát Đồng, Dương Kim Long đã trộm xe chủ nhà tẩu thoát rồi. Gia Lương, bánh bao, bánh bao, cậu cố một chút đi. Phòng phẫu thuật. Một mũi kích thích tim. Đã tiêm thuốc kích tim. Vẫn không có phản ứng. Chuẩn bị máy. Bắt đầu. Dạ. Bắt đầu. Dạ. Bắt đầu. Dạ. Bắt đầu. Sao rồi? Liên lạc được Đồng Gia Lương chưa? Không bắt máy. Bánh bao rất thích đem khoe tấm hình trắng đen mờ mờ này. Nói rằng bánh bao nhỏ rất đáng yêu. Mọi người nghe đến chán ngấy. Mỗi lần thấy cậu ấy lấy bóp da ra, mọi người liền tránh xa. Bây giờ tôi thật sự rất hối hận. Tại sao không nghe cậu ấy nói thêm vài câu? Nghe thêm vài câu thì đã sao? Kiểm sát Dương. Kiểm sát Dương. Chào cô, tôi là kiểm sát viên Trương Nhật Thiên ở cục kiểm sát. Bánh bao sao rồi? Bánh bao sao rồi? Mọi người nói đi. Ai là người thân của Lưu Sa Lương? Là tôi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bánh bao. Ảnh vẫn còn sống. Tim ảnh vẫn đang đập.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Hiện đang nhờ vào sự trợ giúp của hệ thống oxy. Tôi không cần biết. Anh phải cứu ảnh. Tôi xin anh cứu ảnh. Cho dù ra sao, cho dù phải rút ống cũng không thể để như bây giờ. Tôi xin anh. Bánh bao. Bánh bao, anh nghe thấy tiếng em không? Bánh bao, anh nói chuyện với em đi. Chẳng phải anh muốn bế bánh bao nhỏ sao? Chẳng phải anh muốn nghe con gọi ba sao? Chẳng phải anh nói muốn dắt con đi vũ hội, dắt con đi hát, dắt con đi bơi sao? Bánh bao, anh nghe đây. Bánh bao nhỏ cử động, con cử động, con cũng muốn gặp ba. Con muốn gặp ba. Bánh bao, anh trả lời em. Tôi xin anh. Bánh bao. Bánh bao, anh nghe thấy tiếng em không? Bánh bao, anh nói chuyện với em đi. Chẳng phải anh muốn bế bánh bao nhỏ sao? Chẳng phải anh muốn nghe con gọi ba sao? Chẳng phải anh nói muốn dắt con đi vũ hội, dắt con đi hát, dắt con đi bơi sao? Bánh bao, anh nghe đây. Bánh bao nhỏ cử động, con cử động, con cũng muốn gặp ba. Con muốn gặp ba. Bánh bao, anh trả lời em. Bánh bao. Bánh bao. Mà báo cho bác sĩ sản khoa. Bác sĩ, cho dù ra sao, anh không được rút ống. Anh phải đợi tôi được không? Đợi tôi. Bánh bao. Cô bình tĩnh chút đi. Cô bình tĩnh lại. Đưa cổ ra ngoài. Bánh bao. Gia Lương, xảy ra chuyện gì? Kim Long nó sao rồi? Gia Lương, có phải Kim Long gây họa rồi không? Con nói đi. Cậu ấy giết người bạn thân nhất của con. Nào, mẹ bé đừng lo lắng. Hít thở nào. Cố lên. Cố lên. Bé sắp ra đời rồi. Cố lên. Kiểm sát chương. Đợi một chút. Cậu ấy vẫn đang đợi một người. Thấy đầu rồi, thấy đầu rồi. Nào, ráng thêm một chút. Bánh bao vẫn đang đợi một người. Chị. Bác à, Dương Kim Long thật ra bây giờ đang ở đâu? Bác thật sự không biết. Con không tin trước giờ cậu ấy không liên lạc với bác. Bác cũng không muốn nói liên lạc với bác. Gia Lương, bác Dương thấy con khôn lớn, con rất tốt, con rất giỏi, con không làm ba con thất vọng. Nhưng còn Kim Long nó hư rồi. Bác không quản được nó. Sau này bác mất đi, bác không dám ngẩng đầu nhìn bác trai. Thằng Dương Kim Long hư đốn này, nó đúng là thằng hư đốn. Nhưng do bác sinh ra, vì do bác sinh ra, bác cũng có lỗi. Bác gái, lỗi Dương Kim Long tự gây ra, phải tự gánh chịu. Gia Lương, ba của con là bạn thân với ba của Kim Long. Con với Kim Long cùng lớn lên bên nhau. Có gì ngon thì cùng ăn, có gì vui thì cùng chơi, cùng chịu khổ, đủ rồi. Bác cầu xin con, con đừng bắt nó, tha cho nó được không? Chính vì nó là bạn thân nhất của con, nên con càng phải bắt nó. Nếu hôm nay con tha cho nó, ai chịu thay cho người anh em đã vào sinh ra tử với con? Bác biết nó đã làm rất nhiều việc xấu, đều tại bác không quản được nó, không dạy nó tốt. Một mạng người không thể nhận lỗi rồi xem như không có gì được, bác biết không? Bác biết.
nhưng bác không còn cách nào khác. Bác là một người mẹ, không thể nhìn con của mình quỷ quại đời như vậy. Gia Lương, cầu xin con, bác cầu xin con đừng bắt nó. Gia Lương, bác cầu xin con, bác quỳ xuống đây. Gia Lương, nó giết người, bác sẽ thế mạng mình cho nó. Còn bác, đưa bác đến đồn cảnh sát đi, được không? Bác xin con, Gia Lương, Gia Lương.需要多少时间还？